Rồi bây giờ không chịu ngủ luôn phải không? Về không chịu ngủ luôn phải không? Không chịu ngủ. Ngủ đi chú về. Nè giờ mình chào nhau các anh ạ. Chào nhân. Hello. Rồi, bé, dạ, chào. Kính chào ông bà cô bác ở đây. Kính chào. Kính chào ông bà cô bác yêu thương trong nhân nè. Trong nhân ơi. Chào bằng cái giò. Trời ơi. Ở đâu ra phong cách chào giò vậy? Hả? Tướng bài đó. Tướng bài hả? Ừ. Trời tao tướng bài trò ngộ vậy ta. Nó chào đó. Tướng bài trò ngộ vậy ta. Cậu tướng dạy con hả con? Tướng dạy ngộ đời vậy ta. Cậu tướng này đi vác cơm hả? Vác cơm. Vác ở đâu biết không? Không. Không biết luôn hả? Không hỏi hả? Không. Ngày tướng vác suốt luôn hả? Suốt. Vác về có đưa tiền cho mẹ không? Tướng giữ. Tướng giữ hả? Thì cậu hai tấn có cậu tư có cho tiền trong dân uống sữa không? Còn ngàn đâu. Cái gì vậy? Con... Sao không còn ngàn nào? Sao không còn ngàn nữa đâu. Tấn kìa. Còn sữa mà. Cho tiền mua tả. Chứ gà ít sữa thì còn nhiều. Mà cái gà qua tập ăn rồi. Chị hai thì cái gà cho ăn cháo nghe nói chị hai cho ăn cháo luôn nha. Cháo. Ừ, đừng có cắt cháo nữa, cháo ăn luôn được rồi đó. Nấu với thịt cá nếu mà có được xương hầm thì càng tốt. Có cái nắp xương hầm. Ừ, có không? Có. Ừ. Xương hầm thì nó cũng hơi bị khó, cái vấn đề là trong dân xương, hầm xương á. Ờ, nó ăn một ngày à. Được có ít à mà thấy nước ngọt cho ăn. Ừ. Nấu một ngày ít thôi. Không biết là nước xương hầm có thể bảo quản trong tủ lạnh được chất dinh dưỡng được hay không à. Chứ nếu được thì mình nấu nhiều và mình vô chai bỏ tủ lạnh cũng được. Chất dinh dưỡng cho trọng nhân ăn á. Mua gì? Chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng gì? Cháo dinh dưỡng á. Cháo dinh dưỡng hả? À, nói chung là cháo thì lâu lâu ở trển xuống mới có mua được. Ở trên thị trấn mới có bán, trên huyện trên mới có bán, ở đây đâu có bán. Ờ, cho nên là cứ nấu cháo ăn hàng ngày đi. Cháo dinh dưỡng. Cháo cá nè, cháo lương nè. Cháo thịt cá loại thịt nào mà không có phong. Thịt bò, thịt gà không có được. Giống nhau quá trời. Bò gà có phong. Kiếm chị hai biết đó, chị hai tránh cái những loại có phong ra là cứ cho nó ăn. Theo em dâu thịt gà hỏi nha, anh, chứ mà chị ăn thịt gà được có không coi coi, ai cho ăn à? Trong dân thì nó có một cái nó bị phong, nó dị ứng. Cá đồ á, với thịt đồ á được chứ, ăn chứ đó. Cái cơ địa nó bị dị ứng thức ăn rồi cho nên nó dễ bị phong lắm. Tức tính đi quay nó xe bự không? Xe bự. Xe du lịch cái gì? Xe bự cho bá lửa luôn, xe đó xe khách. Rớt ở dưới sông hay gì? Cháy trên lộ. Ta lốt. Sao biết? Ta hút chặt thuốc cháy. Trời ơi đâu phải, xe người ta cháy hút cần thuốc vậy, xe đó là bị gì chưa rõ nguyên nhân, công an đang điều tra. Mình không biết. Dập lửa. Ừ. Chữa cháy xong rồi, chữa cháy xong rồi đâu. Dập ta sẽ điều tra nguyên nhân. Dập điện phải không? Nói dập điện thì nghe còn được. Dập điện mới cháy. Nghe chồng nha. Mọi giờ mày nói với thằng không có cho thằng gì đó. Làm gì? Hỏi muốn nó bụi đó. Tao nói là tao cũng cho muốn. Ừ. Muốn cho muốn làm gì? Muốn làm gì? Ông sao? Tao có ăn chi vừa nói bà già rồi mặn gì. Ăn cảnh nào? Cảnh con bắt cháu gì nó thôi. Tôi muốn cho muốn. Cái chuyện đó là chuyện của gia đình mình tự quyết. Chứ tính là thôi, tôi muốn cho muốn. Mẹ tôi già già thì tôi nhờ Trọng Nhân ơi, cục kìa nè, giống nhẽo không? Thì nói gia đình tự quyết nha. Trọng Nhân nhà giống nhau à. Nhóm bằng được thì để mình. Trời ơi, tôi tính muốn người ba không có 3 triệu rồi. Dạ. Để giống nhau à. Ngon hơn. Dạ. Để không làm gì. Bằng ruộng, có ruộng, bằng ruộng kiếm tiền. Bằng kiếm mấy ngon. Mẹ tiền là hai mẹ con cha. Yeah. Cái ông chơi với nó, cái nó vui vẻ ghê không? Đập tay nè. Chơi nó là nó vui vui vẻ vẻ ghê không? Chơi là hai mẹ con cha. Đập tay nha. Được không? Đập tay hả? Chơi trò đập tay hả? Chơi trò đập tay hả? Vô. Còn hai sạp đi đâu rồi? Trốn nơi vậy. Còn hai sạp này là phải có người nào quản mới được. Chứ giờ này cũng quản không được rồi. Gia đình quán em là bỏ đài với mình sạp rồi. Nghe thì giác hứa đi. Đi kinh tè chơi, đi kiếm rượu nhậu á. Nhớ ngủ cho nghỉ giác rồi. Chơi nè. À, ngoài gia đình mình ra có ai mà có thể nói sập nghe không? Không, nói không ai nghe. Những dòng họ á, bà coi dòng họ mình á. Không, không ai nghe. Không nghe ai chứ hả? Ừ, nó trả lời không à. Có nghe mấy anh không ta? Không.
đi theo thì nghe, đi theo em mới nghe. À, đi theo thì nghe. Mà hả, đi làm mà có tiền kêu đưa giữ thì không nghe. Giá hết bao nhiêu hết tiền bao nhiêu. Ừ. Nghe chồng nha. Bởi vậy giờ nói sao đi làm con không ham, ví dụ như lâu lâu đi làm ai chơi một ngày hôm rồi đâu có tiền bỏ túi xài chút đỉnh từ từ thì lấy gai thì được, chứ không có tiền nhiều là nó banh. Banh lắm. Có tiền mình sợ có tiền chừng khoảng mấy trăm ngàn túi qua lai gai, lai gai hoài được, nhưng mà đi làm với người ta thì đâu có vậy được. Làm với người ta thì phải vô vụ, vô vụ vô, phải liên tục. Không có, bây giờ công việc dưới đây không xong rồi đó, rồi sao kiếm bằng cái ngô kiếm gì hoài bằng hộn trăm ngàn ai muốn không, không? Bằng hộn trăm ngàn ai biết không? Chưa tính hả? Bằng hộn biết trăm ngàn mấy ai muốn không á? Chưa tính, là từ tiền nào mới tính? À, bằng hộn 400 nè chú Linh, bằng hộn 400 á. Ừ. Ai 500 ngàn ai biết muốn không? Nghe chồng nha. Gà trái túi luôn, có tiền hút thuốc luôn hả vậy? Ờ. Mà ngồi giờ ta chọn một máy không nổi thôi, đứng máy mà. Không có, mà giờ còn tiền còn xài không? Hết câu túi hả? Xin tiền ta đâu chó. Rồi. Mới nghe đồn rồi xin tiền mày không cho quậy rồi đập tivi có không? Có đập đâu? Rồi đập. Đó. Có chụp hình mấy đứa chửi quậy hả? Mà cái đất tiền hiện không? Trước mình điện chứ luôn á. Con bậy, anh coi cho anh coi, anh không có điện thoại, anh coi cho anh coi chứ đâu. Không có rồi mày. Anh có ai đóng tiền điện, tôi đóng với ba đóng à? Coi tivi cũng không có nhiều điện đâu. Nhiều điện đâu? Mọi người tới coi. Coi thuốc ngủ. Vì cái buồn ở nhà không có, không coi tivi là đi nhậu đó, chịu cái nào? Nhậu chứ tối là điều quá của không? Điện không sao đâu, tivi coi không sao điện, tivi nó sao điện lắm. Cho coi đi, đừng vậy nữa nghe. Cái tiền đi, tao nghe là ba mới hết tiền ở nhà đó. Nghe chăm nha. Quá hư rồi mà. Bây giờ còn tiền hút thuốc không? Còn không? Còn cái miếng mày à. Còn ngàn nào? Tao cứ chơi đi sập. Mày lãnh trong kia, lãnh ba dạng, lãnh mặn hồ dưới rồi trong mặn, mặn ba dạng có trăm ngàn à. Mặn cái nhà dưới kìa ông nội ơi, chọn bằng máy ông nội ơi. Nè cho chú Định một thuốc hút. Đó, chú Định cho tiền chút thiếu đi nữa à. Mình mua thuốc hút. Mua thuốc hút tôi nghe, chứ không có đi nhậu nha. Chút thiếu đi nữa à. Không, anh đâu cho nhiều đâu, nhậu được. À, chú Định đem về chút thiếu đi nữa, mua gói cậu à. Ờ, thì mua thuốc hút thôi. Nếu mà ít tiền thì cứ ngày mình mua thuốc, rẻ rẻ tiền thôi. Ừ. Định cho thuốc xịn. Đừng thắng cho trong ngàn này làm văn luôn hả? Đây giờ không còn nếu nào hút thuốc hả? Trời ơi, cô báo cô ngủ vậy đó hay sao? Cả cho luôn, tính cả cho luôn. Thấy cái tai hại của cái việc mà ăn chơi chắc tán chưa? Cả cho luôn, tính ra đây. Ăn chơi chắc tán cái gì đó. Cả cho luôn. Cả cho biết mà. Chú Định thuốc thì thôi chứ không cho nhiều. Cả cho biết mà. Cho nhiều quá hư. Cả cho biết mà. Cho nhiều hư. Cả cho biết tạc à. Cả cho biết tạc. Cười. Cái mặt thấy ghét, cái mặt teo lại rồi nhưng mà vẫn còn thấy ghét nghe. Bây giờ mẹ không chơi nữa, mẹ la chú sợ không rồi giờ hết vui hả? Nhẹ nhẹ, cậu gói em đâu không chơi mạnh được, nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi bắt đầu cho mai mốt cho anh sợ coi đi tivi nghe, không vậy nữa liệu. Còn mai lắm điện coi suốt mùa. Điện có bao nhiêu đâu rồi ở nhà bây giờ, thay vì không coi tivi ở nhà là đi nhậu em chọn cái nào? Nhậu đi. Trời nhậu, nhậu hư người, nhậu người về quậy thì sao? Coi dùm mình, tao có không dám coi cho coi chút tắt. Bác bấm hoa hư nữa vậy, ai sửa? Ừ, theo cái gì? Ừ, cái dùm hình tao biết bắt, tao biết. Ừ, cho anh coi đi, bảy không à. Không như thằng điện đâu. Mở, che em đi, coi. Bây giờ mấy mốt sập đi làm có tiền là đóng tiền điện nha. Ừ. Ừ. Mình coi sao tiền điện nhà, mình phải làm có tiền đóng tiền điện nha. Ừ. Đó, rồi hộp sữa là đóng tiền điện rồi đó, cho anh coi đi. Mấy mốt mà về có tiền mà không đóng tiền điện để anh giải quyết. Cười te te. Con vỗ trong kia. Vỗ trong nào? Trong mà dính gian cho bắt đầu. Khé trong nha. Mấy hầm dưới đây. Hầm luôn quá. Không có miếng gió nào luôn mà. Mấy hầm quá hầm. Mẹ gió, mày gió là gió liếm ngã lên tăng tiền nữa đó. Cái gì bụng bỏ tăng tiền nữa nha chồng nha, tăng tiền nữa nha, cha, tăng tiền nữa, tăng tiền nữa nha, tăng tiền gì? Tăng tiền ngã nếp rồi đó, gì? Nếp ngã
Nếp ngã gì? Tăng tiền lên đó đó. Tăng tiền gì? Cắn nếp á. Nếp ngã đó. Nếp ngã tăng tiền luôn máy cắt không? Được. Bà mua cú đập bốn kia lúa đó. Bà biết mùa què ba. Bà biết bà biết bà biết, bà biết gì không? Ta ghi giùm. Chuyện kỹ à. Ghi giùm. Mà biết chữ mà ghi. Mà nghĩ là kêu không? Là mua cũng sổ về đó cho nhà ta ghi giùm. Ở bên bên Úc nó ghi. Ghi giùm. Thì đó thì mình không biết thì có người thân nào người ta ấy đó người ta ghi giùm mình. Người ta ghi. Ta ăn gian mình nhàn nào. Nó ghê hầm ghê cái tấm đặt nó. Cái tiền chứ bị tăng 2 tăng 3 đó. Có người thân nào ta thương mình đó, ta đáng tin cậy đó nhờ ta. Bên Úc gian ghi giùm. Chứ mình không biết sao giờ. Má chờ uống đậm chứ. Chờ tướng mua biết. Trời có nói chuyện nhẹ nhàng, có nói chuyện gì tí nổ. Cái tiền nổ à. Chuyện nhẹ nhàng cho quen. Không vô là anh kiếm gì mặn. Mặn ba dạng trả 100 ngàn ta nói rồi. Mặn nhà dưới kia kìa. Như nào? Trong dưới đường cắt dưới á. Mặn hồ lãnh nhà. Nhân giờ chứ chưa về trong nhân. Rồi, trăm nha nghe, quýt mày luôn. Nó không còn cái đâu đủ rồi. Cái gì? Nó nguy hiểm, đem con cái rồi đủ. Rồi cái gì? Nó nguy hiểm á. Hai cái mà. Con cái đâu? Có những gì con cái đây nè. Nhập khùng quá nặng rồi. Đấy, đừng nói vậy. Nó chấp nhận còn cái nữa, nội ơi. Cái gì hoài, cái nói chuyện gì hoài. Chấp nhận không đi xe đi rồi, chấp nhận. Đi tốn xăng. Chính xác. Trời quá chấp nhận đi. Cái không có tiền chăm xăng, hiểu không? Không đi qua không có tiền rồi xe nghe chồng nha. Ai cũng tưởng là YouTube ngon lắm liệu không biết nổi nó khổ đâu. Kêu trả tiền bên kia kêu trả tiền đổ xăng quay không trả. Thằng này nè nó trả tiền rồi khóc liền á. Kêu trả tiền xăng nó không trả. Ơi đâu mà đòi trả tiền khóc biết nữa. Quá hả mà cũng nói cho rồi cũng nói trời ơi kêu mẹ nó trả tiền ăn đi nó coi khóc ngé lên luôn á chú hậu chú coi coi không ăn không ăn cái lẩu chưa hết á bỏ. Tại nó khóc. Mắm nó vậy đó. Chứ nói gì thì chú nói đại đi chứ làm gì chú nhiễm. Cái tay không bạn không bạn không nè. Nắm tay hoài đó. Dạ, 20 con chân. Cười cười. Chơi gì nè. Chơi gì nè. Chơi gì nè, chơi gì nè. Được chưa? Cái mặt cũng còn thấy sương cũng còn ung dung mà hơi tóc xíu thôi thế cả nhà trong nhân có chó chắc luôn lần nào đó cũng xúa nó cũng sủa ông nhà coi coi chả chi mít ăn được à lấy gì trả ăn đó nó mít đâu mít non rồi đó không có mà chú nhiệm chiên ăn mít non đó chú nhiệm ăn mít non hay lắm. Lấy chẳng ăn cái gì vậy? Nhiệm không ăn với chú sọp không? Ăn mít non không? Mít non ăn rồi, mít non ăn rồi, mít già. Nói đó, lấy gì chẳng ăn đi. Chú chuối tôi phá bệnh lại hết. Gì bà? Phá. Lấy gì vừa chẳng ăn. Phá làm gì? Phá vừa chính bà. Phá chồng cái gì xuống thì phá. Nứt ra đó. Đứng quá, chồng nứt đó. Là da chú phá chưa chồng đâu. Nhiệm không? Nói tôi cũng mua đó. Ăn chú gì hả? Trọng nhân à, giống nhau rồi. Cái trà này tự mọc phô, 2-3 cây luôn nè. Trời mọc á. Ẩm nè. Cái gì? Tại mọc nhóc chưa nè. Trời chín ăn dục cho nó. Ứng ra chậu luôn đi. Gì? Cây nào cây lớn thì để nguyên đó còn mấy cây nhỏ cho chú khác chậu.